sale. Dựng liệu luôn rồi cả nhà. Đi chơi. Ờ, cái TV này. Ok, giờ mình tới căn nhà thứ hai nha cả nhà. Có ra là xe không nè. Giờ có cái mình gọi là cái thùng mình để cắm trại không. Cái nhà này khá lắm. Morning. Quần áo nè, cái nồi là chiên ăn dầu hả Hiếp, mới pha cà phê nè, 20 đồng, mới pha cà phê có 20 đồng rồi, đi cái bàn ngủ cái gì vậy, không? Cái đồ cắt rau á, 5 đồng, mà chiên không dầu, 30 đồng. Wow, live rinses, right? Costing. Look like rinses. Rồi, ở đây là nguyên khu nhà bán của khu Pilot View nè, cả nhà. Bên kia cũng có garage sale. Bên đây cũng có garage sale. Ở đâu là chia bông bóng là chỗ đó bán garage sale với cả nhà. Thì dành vào cái khu này nha. Morning. Morning. Bán những thứ linh tinh. Dùm, tức là mọi thứ. Quần áo. Thấy mình thấy người dân bán quần áo mà. Bán short. Chị 30 đồng. Rồi đồ chơi em bé 60 đồng. Này ảnh cho phi hay gì đây nè. À không, ảnh bán luôn. Ảnh bán mấy cái chip nè, 1 đồng. À, bàn chơi đá banh cho em bé là 50 đồng nè cả nhà. Chip bóng rổ nữa. Xe đẩy em bé là 150 đồng. Dùng hai lần thôi. Không thấy dùng. Ok, đi chỗ khác thôi cả nhà. Bạn nhỏ nó chạy vòng chơi. Cũng bán luôn cái lì cái gì á.
là phẩm đầu tiên nha các bạn. Cái này để bỏ rau vô xong á, mình quay để cho hết nước á. Còn mới tinh luôn mà có một đồng thôi à. Đây chiến lợi phẩm đầu tiên. Rồi mình đi săn tiếp nha. Mình vừa sắm được thêm một cái cây đèn trần nữa cả nhà. Không phải cây đèn để phòng khách á. 10 đồng trả giá 8 đồng luôn. Đèn cũng nhìn còn ngon lành lắm. Làm được hai món rồi nha. Cuối tuần mà cũng vui. Nãy giờ tụi mình đi chắc cũng được mười mấy hai chục cái. Cái nhà bán gara sale à cả nhà. Bây giờ đang đi bộ vô một chỗ nữa. Nay trời nắng rất là đẹp để mà có thể đi dạo mua sắm được. Mọi người thấy không, xe đậu quá trời luôn đó, trước là đang gara sale luôn nè. Đúng cả nhà, nhìn như ngày hội luôn á. Đây là một nhà bán nè đó, xe đây. $70. Did you?